Độc thực phẩm như Econi, Salmonella là thường không phát hiện. Hoặc là các kim loại nặng như chì, thủy ngân, cadimi, arsen luôn ở ngưỡng dưới mức cho phép. Đặc biệt là các cái chất nữa như là sulfamid là thường không chứa trong thịt. Và qua nhiều năm được kiểm định của Viện Công nghiệp Thực phẩm Trung ương đã xét nghiệm từ 2006, 2007, 2008 cho đến nay là đều kết quả đạt chuẩn theo tiêu chuẩn 7046 2002 dựa trên nền tiêu chuẩn quốc tế. Và cái chất lượng thịt này đến nay thì đã được rất nhiều khách hàng trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh